hôm nay 16 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử 22 bị cáo là lãnh đạo thuộc chủ đầu tư dự án, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là công trình trọng điểm quốc gia do Tổng Công ty Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC làm chủ đầu tư, tổng chiều dài gần 140 km. Tuy nhiên, giai đoạn 1 của dự án khi vừa đi vào sử dụng, đường cao tốc đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận hành khai thác, an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Các vi phạm tại giai đoạn 1 dài 65 km đã được xử lý với 35 người Việt Nam và một người Nhật Bản chịu chế tài hình sự. Giai đoạn 2 của dự án có 22 bị cáo bị đưa ra xét xử, đều là lãnh đạo thuộc chủ đầu tư dự án, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát đã không tuân thủ quy định. Trong đó, ông Trần Văn Tám, cựu tổng giám đốc VEC bị xác định đã gây thiệt hại hơn 45 tỷ đồng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, cựu phó tổng giám đốc VEC gây thiệt hại hơn 300 tỷ đồng. Ông Lê Quang Hào, nguyên phó tổng giám đốc VEC trực tiếp phụ trách dự án, kiêm chủ tịch hội đồng nghiệm thu cơ sở là hơn 114 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tiến Thành, nguyên giám đốc ban quản lý dự án, kiêm phó chủ tịch hội đồng nghiệm thu cơ sở hơn 280 triệu đồng.